Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch, với tinh thần chủ động, biến thách thức thành hành động, cùng với sự chung sức đồng lòng, Tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vẫn luôn thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị chủ lực về viễn thông, công nghệ thông tin với đất nước, với cộng đồng. Và điều này thì được thể hiện bằng những đơn vị chủ lực của tập đoàn đã lần lượt được vinh danh ở hầu hết các hạng mục tại lễ công bố và trao chứng nhận top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2020. Công ty công nghệ thông tin VNPT với năng lực tiên phong ở nhiều lĩnh vực quan trọng trong chuyển đổi số đã giành được cùng lúc 3 hạng mục doanh nghiệp cung cấp giải pháp chính phủ điện tử, doanh nghiệp bảo mật an toàn thông tin và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho thành phố thông minh. Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone được vinh danh ở hai hạng mục doanh nghiệp dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin và doanh nghiệp hạ tầng số. Thành viên thứ ba là tổng công ty truyền thông VNPT Media được vinh danh là doanh nghiệp fintech. Cuối cùng, với việc tiên phong sản phẩm, giải pháp Việt trong việc đón đầu các xu hướng công nghệ mới, công nghệ cho tương lai, công ty cổ phần VNPT Technology được vinh danh ở hạng mục top 10 doanh nghiệp AIOT. Các kết quả trên đã khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của VNPT trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.